Hiện tại thì game thủ chúng ta không hề thiếu những con game bom tấn trên máy tính, với đầy đủ thể loại gameplay hợp thời và đồ họa đẳng cấp, đi cùng rất nhiều cải tiến mới mẻ, và tất nhiên kèm theo đó cũng sẽ là một cấu hình tương xứng. Thế nhưng bên cạnh những con game mới như vậy, thì chúng ta vẫn còn cái tên Võ Lâm Chính Tông, đã được đông đảo người chơi đánh giá là con game online chất lượng, với máy chủ đặt tại Việt Nam đường truyền ổn định. Và thông qua một thời gian vận hành khá lâu, game tỏ ra đầu tư nghiêm túc và tự game của mình, chịu khó lắng nghe và hỗ trợ tận tình cho người chơi trải nghiệm, thay vì chăm chăm bào tiền giống những game cùng thể loại. Và tính cho đến thời điểm hiện tại, game đã có cho mình rất nhiều server chất lượng, bao gồm máy chủ Tùng Sơn, Tiêu Sơn, Phật Sơn, gạt bỏ đi sự hoài nghi của game thủ về tựa game này, khi cho rằng Võ Lâm Chính Tông không thể tồn tại lâu dài. Và quả thật thời gian đã chứng minh tất cả, khi hiện tại số lượng game thủ tham gia tựa game này rất đông, với nhiều tầng lớp đối tượng game thủ cả nam lẫn nữ. Đặc biệt vào 10 giờ sáng ngày 25 tháng 5 năm 2024, game lại tiếp tục cho ra mắt server mới Thiên Sơn, chào đón tất cả những game thủ kỳ cựu lẫn người chơi mới, lại một lần nữa được cùng nhau xây dựng cộng đồng Võ Lâm truyền kỳ đúng nghĩa. Mà cụ thể không để những cao thủ đã từng gắn bó với tựa game này phải chờ quá lâu, thì vào đúng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, server mới Thiên Sơn đã chính thức mở cửa, chào đón tất cả người chơi bước chân vào hành trình buồn tẩu giang hồ, sau khi khép lại bản Alpha Test đã bắt đầu từ ngày 21 tháng 5. Và bản thân mình rất hào hứng khi được chia sẻ với mọi người về thông tin này, vì đây cũng là tựa game mình vô cùng yêu mến, là thanh xuân của mình cũng như các bạn. Vì thế với việc ra mắt server mới Thiên Sơn của game, sẽ góp phần gợi nhớ lại một quá khứ huy hoàng của Võ Lâm truyền kỳ, đáng nhớ và luôn đi theo game thủ Việt qua bao năm tháng. Và trước khi bắt đầu hành trình buôn tẩu của mình, có lẽ mọi người sẽ quan tâm về những thông tin của server, về tính năng trang bị và những event nhận thưởng của server Thiên Sơn. Nếu như không hiểu đây là phiên bản gì, hỗ trợ ra sao, cần lưu ý gì, vậy thì ngay sau đây mình sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi đó vô cùng chi tiết ngắn gọn về máy chủ mới Thiên Sơn của Võ Lâm Chính Tông nhé. Theo đó, lưu ý đầu tiên mà bạn không thể không chú ý đến là game hoàn toàn đặt máy chủ tại Việt Nam và 100% do người Việt chúng ta vận hành, thì trải nghiệm của bạn với game sẽ là hoàn hảo nhất, sẽ không gặp những vấn đề chậm lag, hay thậm chí đứt cáp quang bạn cũng không cần phải lo lắng. Cho dù là những chiến trường trong game có số lượng người chơi tham gia không nhỏ, nhưng đảm bảo trải nghiệm của bạn vẫn sẽ là mượt mà nhất. Đã vậy, game còn có bộ cài rất đơn giản, với chỉ 3 thao tác thuận tiện là bạn đã có thể chơi được game. Đồng thời, đội ngũ vận hành và hỗ trợ trong game đều là những người chơi tâm huyết của Võ Lâm truyền kỳ trước đây. Họ hiểu và biết bạn cần và đang muốn gì, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn trong game, luôn luôn lắng nghe những góp ý từ người chơi để có những bản cập nhật điều chỉnh phù hợp với tình hình của game. Bàn điều hành vẫn sẽ giữ nguyên hình thức điều hành trong suốt những năm qua, là không can thiệp vào game, không can thiệp vào chuyện nội bộ của những ban hội và tuyệt đối không đưa bất kỳ ạc hay là vật phẩm vào game, là điều mà không phải tựa game nào cũng làm được. Ngoài ra, bước chân vào máy chủ Thiên Sơn của Võ Lâm Chính Tông thì phiên bản trong game sẽ là nguyên bản Công Thành Chiến 2005 bản thân Pháp, miễn phí giờ chơi với 4A-1 PC và 8A-1 IP, với kiểu chơi cậy cuốc lên cấp chậm, là phiên bản phải nói là hay nhất đối với mình, được phát triển theo hướng trang bị xanh là chủ đạo, với trang bị hoàng kim và hoàng kim môn phái vô cùng quý hiếm. Mọi tính năng đều chuẩn phiên bản Công Thành Chiến thuở 2005, nói không với những siêu nhân châu bò, không có những trang bị làm mất cân bằng trong game, với hệ thống skill đa dạng đã được cập nhật theo lộ trình rõ ràng, sử dụng hình thức thất thành chiến để tạo cơ hội cho tất cả ban hội, và game sẽ giữ cho mọi thứ công bằng tối đa. Khi mà Thiếu Lâm không thể búp lực tay, không có boss sát thủ, không nhiệm vụ hoàng kim, không chuyển môn phái, game tuyệt đối cấm hai nguồn độc trở lên đi đồ sát trùng với nhau, vi phạm sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn không có nhân. Đã vậy, mỗi IP chỉ được online tối đa là hai nhân vật ngũ độc, hai Thiếu Lâm, hai Thiên Nhẫn, và vi phạm thì cũng khóa tất cả tài khoản trên cùng IP đó, là những điều mà theo mình game đã làm rất tốt và không phải phiên bản Võ Lâm truyền kỳ nào hiện nay cũng làm được. Và để chào mừng chuỗi sự kiện ra mắt máy chủ mới Thiên Sơn thì hiện tại đang là thời điểm bùng nổ với những sự kiện trong game, với nào là đua top 3 ngày, đua top cấp độ, đua top giả tẩu. Ban hội đạt 100 thành viên sẽ nhận được gói quà tặng cho toàn thể ban hội, và còn là đua top level mỗi ngày, đua top tổng kim gói quà buôn tẩu. Còn đối với những kiên thủ mới tham gia vào máy chủ, bạn sẽ nhận được vô vàng ưu đãi trong game, với có Thiên Sơn không dấu viết hoa, gồm rất nhiều tài nguyên giá trị hỗ trợ cho việc cày cuốc. Bạn sẽ khởi tạo nhân vật và bắt đầu từ level 1, hỗ trợ tài lãnh đạo để tạo tổ đội 8 người, vòng sáng tân thủ hỗ trợ phục hồi sinh lực và nội lực đến cấp 80, và khi gia nhập môn phái,
sẽ nhận được bộ trang bị tân thủ 20 ngày bộ kỹ năng 10-60 và đi kèm thần hành phù túi máu tân thủ thiên long hỏa khí với phần quà hỗ trợ người chơi khi đạt những mốc level trong game. Ngoài ra game cũng sẽ thường xuyên tổ chức những giải đấu và tính năng liên server giúp những bang hội có nhiều cơ hội thể hiện và rèn luyện với thất thành chiến liên server, tổng kim liên server hoặc giải đấu võ lâm minh chủ và thiên hạ đệ nhất bang. Với mỗi năm sẽ có 2 giải đấu chính, đồng thời cũng sẽ có nhiều giải đấu khác trong năm như song tuyệt, tam tuyệt, ngũ tuyệt với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Vì thế nếu như bạn muốn một lần nữa được hòa mình vào thế giới võ lâm truyền kỳ tuổi thơ và muốn được sống lại những hồi ức của một thời tuổi trẻ thì ngay bây giờ có thể ghé thăm trang chủ võ lâm chính tông và hội ngộ cùng cố nhân xưa tại máy chủ Thiên Sơn nhé.